Xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, mình là Tài, chủ của trang trại Nhiêu Sao Tín Tài. Thì hôm nay là trang trại vừa mới cắt được 3 cặp nhung này mọi người nhé. 3 cặp vừa cắt buổi sáng hôm nay. Đấy. Thì tiện 3 cặp nhung này thì cũng chuẩn bị gửi cho khách trong chiều hôm nay thôi. Là 3 cặp này sẽ gửi một cặp về Thái Bình này và 2 cặp kia vào trong Sài Gòn. Thì trước khi gửi, mình có làm một video để chia sẻ một cái chút kiến thức về sản phẩm nhung hiêu của trang trại. Mục đích là để cho mọi người hiểu về sản phẩm hơn. Thứ hai là cũng để cho mọi người biết đến các sản phẩm của trang trại nhiều hơn. Thì cũng giới thiệu qua đến trang trại Nhung Hiêu Sao Tín Tài tại Quỳnh Yên, Quỳnh Hồng, Nghệ An. Trang trại là chỉ cung cấp là nhung hiêu tươi nguyên cặp thế này, nguyên cặp thế này. Về là hướng dẫn là mọi người là tự sơ chế chế biến ở nhà, mọi người tự chế biến ở nhà, mọi người yên tâm tuyệt đối về chất lượng. Tức là nguyên một cặp tươi thế này mọi người nhé, nguyên một cặp tươi này, nguyên một cặp tươi này ở trên đầu con hiêu như thế nào, trang trại chỉ cắt và bọc cái đầu cắt lại, bảo quản lạnh như đấy là gửi về cho mọi người là tự chế biến ở nhà. Thế thì trang trại là chỉ cung cấp nguyên cặp tươi như vậy, có một nguyên lông này mọi người nhé, cặp nguyên lông như này thì mọi người về là tự chế biến ở nhà, nên là mọi người yên tâm tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối về chất lượng. Đấy, tuyệt đối là tin tưởng về chất lượng. Riêng về chất lượng của nhung hiêu mà trang trại cung cấp ra thì ngày xưa ấy, trang trại có làm sẵn, chế biến sẵn bình ngâm mật ong này mọi người. Đấy, và bán cho khách cái hàng mà đã chế biến sẵn, sắt lát và sấy khô. Nhưng mà qua quá trình cũng là cung cấp sản phẩm ra thị trường thì trang trại cảm thấy là cái lòng tin của người Việt mình hiện tại là đang dần dần đi thấp xuống, tại vì quá nhiều các sản phẩm khác là trôi nổi trên thị trường, nó làm giảm cái lòng tin của mọi người xuống. Đấy, nên là trang trại bây giờ quyết định là chỉ cung cấp tươi nguyên như thế này ra thị trường thôi. Nguyên cặp tươi này là cung cấp tươi này ra thị trường. Mọi người về hướng dẫn là mọi người tự chế biến ở nhà. Thì cái phương pháp chế biến nó rất là đơn giản thôi, nó không là quá khó, nên là mọi người là có thể là tự làm ở nhà rất là đơn giản. Thì có sự hỗ trợ qua điện thoại của trang trại thì mọi người làm rất là đơn giản, mọi người yên tâm. Thì cái đây ví dụ như cái bình mật ong ngâm mật ong với nhung hiêu này là cũng là khách đặt trang trại và nhờ trang trại làm, thì đây là những vị khách mà đã mua của trang trại rất nhiều lần rồi và tin tưởng thì chuyển khoản trước, yêu cầu thì trang trại mới làm ngâm giúp. Đó là vẫn là chọn một cái cặp nhung nào cắt xong thì trang trại sẽ gửi hình báo cái cặp đấy, là anh chị là đồng ý lấy cái cặp đấy thì trang trại sẽ tiến hành ngâm mật ong và gửi mật ong về. Như ở Hà Nội thì trang trại sẽ ngâm vào bình thủy tinh thì các anh sẽ qua lấy, còn ở các tỉnh xa trang trại sẽ ngâm vào bình nhựa và chuyển bình nhựa về cho mọi người. Nhưng mà chủ yếu là trang trại chỉ cung cấp tươi như này về hướng dẫn mọi người, cũng là để cho mọi người tin tưởng và đảm bảo cái chữ uy tín của trang trại. Đấy, thì đi vào chủ đề chính ngày hôm nay thì tiện đây có 3 cặp nhung trang trại vừa cắt đây, thì hôm nay thì trang trại sẽ chia sẻ luôn, bản thân em sẽ chia sẻ luôn cho các anh chị cô chú là biết được là cái mà nhung hiêu loại nào là tốt nhất. Thì nhung hiêu có thể phân làm hai loại chính. Cái loại mà tốt nhất thì người ta gọi là nhung hiêu yên ngựa. Nhung hiêu yên ngựa thì mọi người hiểu yên ngựa thì thường nó giống như một cái yên, nó tạo thành hai vòm này thì người ta gọi là yên. Tức là đăng ký thì đăng ký ở cái cặp nhung ấy, nó đang còn là hai nhánh mọi người nhé, hai nhánh đấy, hai nhánh. Nó không quan trọng cái yên này đâu, mà miễn là đang còn là hai nhánh. Cái nhánh chính này là chưa phân tam thì người ta gọi là nhung là loại tốt nhất. Mặc dù có những cái con mà nó rất là khỏe, cái dương tính nó khỏe. Em giới thiệu luôn vì cái nhung hiêu là sừng của con hiêu đực. Đấy, thì từ lúc nó bật, nó lúc nó động dục ấy, tức là cái dương tính của nó lúc đấy là tăng lên rất là nhiều.
thì nó bắt đầu nó bật nắp để nó mọc, mỗi một năm là nó mọc một lần, và hy hữu con nào tốt thì bật hai lần, lần thứ hai nó không đáng kể, lần thứ hai thì được tầm khoảng hai lạng thôi, hơn hai lạng. Thì cái loại nhung lần thứ hai đấy cũng cho vào nhung loại hai, nó không phải là loại tốt nhất. Đấy, thì loại tốt nhất thì như em cũng báo rất nhiều các anh chị gọi đến và báo nhiều video phía trước là các loại nhung mà từ dao động từ 5 lạng đến tầm khoảng 1 cân 3. Đấy, thì cái nhung loại đấy là khi trang trại em cắt là từ lúc bật nắp ghi lại ngày là chỉ dao động từ 40 đến 45 ngày kể từ ngày bật nắp là trang trại nhung nuôi sáng tiến tài cắt. Thì đấy là cái loại tốt nhất mọi người nhé. Tức là người ta gọi là nhung yên ngựa ấy. Nhung nó đang nằm ở hai nhánh, hai nhánh là hai nhánh đẹp này, nhung yên ngựa. Cái cặp này là cặp 6,9 lạng mọi người nhé. Cặp này là cặp 7,9 lạng. Đấy, và cặp ở dưới là cặp 7,3 lạng. Mỗi một cái loại tốt mà trang trại mà dao động từ 40-45 ngày ấy, thì nó chỉ ra được dao động từ 5 lạng đến tầm khoảng 1 cân 3. Có cặp mà tốt thì nó có thể lên đến 1 cân rưỡi. Đấy, là đảm bảo là đang còn tốt nhất cho mọi người. Còn cái loại thứ hai là cái loại mà khi mà chúng ta để cái nhánh đầu nhung này này để quá đi tầm khoảng 45 ngày, tức là rơi vào khoảng tầm khoảng 50 hoặc trên 50 ngày rồi đấy, thì người ta gọi là nhung tam. Đấy là chúng ta gọi là nhung tam, không phải nhung yên ngựa nhé, nhung tam. Thì cái loại đấy là thường là khách này, tức là nó cũng rất là tốt mọi người nhé, nó không phải là không tốt đâu, nó chỉ gọi là để quá ngày đi một chút, và tất nhiên là chất dinh dưỡng của nó chỉ kém hơn một chút thôi. Đấy, thì cái loại đấy là khách nào mà nhà em mà để, tức là khách của trang trại để đặt cọc tiền lại và nhờ trang trại để cho nó to đi, tất nhiên là lúc to thì tính tiền cho nó to, nhưng mà những vị khách đấy là thích ngâm những cái bình rượu lớn mọi người ạ, thích ngâm những cái bình rượu lớn thì trang trại mới để cái loại đấy, còn không là trang trại cung cấp ra thị trường. Khi các anh chị gọi đến thì trang trại sẽ cung cấp là sản phẩm nhiều loại một, loại tốt nhất, như mọi người có thể tham khảo. Đấy, loại tốt nhất, loại tốt nhất là đang nằm ở hai nhánh. Và mọi người có thể đặt câu hỏi là thế cái cặp 6 lạng đến tầm khoảng 1 cân, cân 3 thì khoảng nào là tốt, thì trang trại tư vấn luôn thì nó cũng ngang ngang như nhau thôi. Nhưng mà cũng phân tích thế này, cặp nhỏ thì trang trại cũng bán, mà cặp to thì trang trại cũng bán. Thì cái nguyên lý như lúc nãy em có bảo rồi, tức là nguyên lý là cái con hươu đực mà khi nó cho nhung ấy, là lúc nó động dục và cái dương tính nó phát lên, thì cái con nào mà cái dương tính nó khỏe trong vòng 40-45 ngày nó có thể cho lên được 9 lạng một cân, thì cặp đấy cũng rất là tốt. Đấy, thì mọi người tùy theo mọi người cái khoản tiền thôi, khoản kinh tế nhà mình, thì chọn cặp 5 lạng đến cặp hơn 1 cân thì dinh dưỡng của nó là tương đồng nhau. Đấy, thì anh chị nào mà có nhu cầu mà mua nhu tươi ấy, thì hãy liên hệ trang trại qua số điện thoại là 0903 291 899 hoặc là 0966 592 159, trang trại sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người. Cả hai số điện thoại này trang trại đều sử dụng Zalo, mọi người có thể add Zalo để theo dõi trang trại, hoặc là trang trại sẽ tư vấn qua Zalo được kỹ hơn. Đấy, thì hoặc đơn giản nhất mọi người hãy để lại số điện thoại ở bên dưới video này, trang trại sẽ tư vấn chi tiết cho mọi người cách thức ngâm như thế nào, trang trại sẽ tư vấn chi tiết, mọi người yên tâm để khi sử dụng. Video thì chủ yếu là trang trại làm ngắn thế này thôi, cũng là một cái tiêu đề mà rất nhiều các anh chị, các cô chú đã điện đến và hỏi trang trại. Thì hôm nay làm trang trại này mong rằng cái video này sẽ giải đáp được một phần nào đấy thắc mắc cho mọi người về cái sản phẩm nhung hươu. Thì anh chị nào mà còn câu hỏi nào nữa thì cứ để lại bên dưới, trang trại sẽ giải đáp chi tiết. Để ủng hộ trang trại hoặc là thấy video này có ý nghĩa thì mọi người vui lòng hãy ấn like hoặc chia sẻ video để ủng hộ trang trại. Hoặc anh chị nào mà là mới, cô chú nào là lần ngày đầu tiên xem đến video này, biết đến trang trại, thì vui lòng hãy ấn vào nút đăng ký ở bên dưới bên tay phải
video này để những cái mà thông tin mới nhất trang trại thường xuyên cập nhật lên đây mọi người sẽ là được biết đến đầu tiên. Mọi người ấn vào nút đăng ký ở bên dưới nhé, đăng ký bên dưới bên tay phải, thì những video mới trang trại khi cập nhật lên đăng lên thì mọi người sẽ là người đầu tiên được thông báo biết, trang đầu tiên. Đấy, thì video cũng làm đây rồi, cảm ơn mọi người đã đang xem video và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn.